Chào mừng các bạn đã trở lại với Tôi Đọc Bạn Nghe. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi mỗi buổi tối hàng ngày. Và đừng quên nhấn đăng ký để được nghe nhiều nội dung hấp dẫn thú vị tiếp theo. Cũng đừng quên chia sẻ để nhiều người cùng nghe nhé. Bây giờ mời các bạn nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Tuổi Thơ Dữ Dội. Trưa ngày 6 tháng 2 năm 1947, quân tiếp viện của giặc đã chọc thủng phòng tuyến sông Nong. Cũng chưa hôm đó, các bạn trong đội thiếu niên trinh sát đang chiến đấu ở Huế cùng với nhiều đơn vị khác được lệnh chuẩn bị rút khỏi thành phố. Ngoài cánh quân lớn tiến dọc theo đường quốc lộ số 1, bọn giặc tiếp viện đã cho đổ bộ thêm nhiều cánh quân dọc theo bờ biển Phú Vang, Quảng Điền, hình thành những gọng kìm với ý đồ bao vây tiêu diệt quân ta. Tờ mờ sáng trời đổ mưa tầm tã, đến chiều mưa có tạnh bớt nhưng gió lạnh thổi hun hút không ngớt. Mặt sông Hương răn rúm, sóng ỉ ỏa vỗ bờ. Khắp thành phố, tiếng súng của bọn giặc bị vây hãm nổ gian gian. Phấn chấn vì tiếng súng giải vây mỗi lúc một thêm gần, chúng chui ra hết khỏi những hang ổ bấy lâu ẩn náu, liên tiếp mở những trận phản kích điên cuồng vào những đơn vị quân số ít ỏi của ta. Pháo hiệu xanh đỏ, chúng bắn lên tới tấp từ bốn phía, như những làn roi bầm tím quất lên bầu trời thành phố u ám mây trì. 1:30 chiều, đội trưởng Lê Thắng dẫn các bạn từ mặt trận khu C vượt cầu Bạch Hổ trở về bên này sông. Chỉ vắng hơn chục đứa mà hàng ngũ đã thư hẳn đi. Mới chưa đầy 20 ngày tham gia chiến đấu mà chúng nó trông cũng khác lạ hẳn so với cái hôm náo nước vượt sông qua mặt trận. Cuộc sống căng thẳng, hiểm nghèo và nỗi vất vả kinh người của chiến trận đã in lên gương mặt và dáng dấp của chúng sâu đậm hơn gấp bao nhiêu lần so với người lớn. Đứa nào cũng đen nhẻm, gầy sắt, ánh mắt mệt mỏi vì đói ngủ, vì phải làm việc quá sức, áo quần ba lô tới rết ướt sũng nước mưa, lấm láp bùn đất chiến hào. Đồ đạc trong ba lô túi rết có vợ đi, nhưng trên thắt lưng đứa nào cũng thêm lỉnh kỉnh, nào lựu đạn, dao găm, lưỡi lê. Đặc biệt trên gương mặt trẻ thơ của chúng đều hằn lên khá rõ cái vẻ suy nghĩ lo toan thường thấy trên gương mặt những người phải đảm đương những trách nhiệm nặng nề và nghiêm trọng, tình nguyện gắn bó đời mình với vận mệnh và sự sống còn của nhân dân và đất nước. Tính nết chúng cũng thay đổi nhiều, như vẻ mặt không một tiếng cười, không một lời trêu chọc. Chúng đi lặng lẽ, lầm lũi, đầu cúi thấp nghiêng nghiêng để tránh làn mưa bay chênh chách như kim châm tạt vào mặt. Thỉnh thoảng có đứa trượt chân vô ích, nhưng chẳng có bạn nào cười. Và đứa vô ích lồm cồm đứng dậy, sửa sang cái gì đó trên người rồi tiếp tục lặng lẽ chạy đuổi theo các bạn. Ngay cả Tư Giác, vốn tính liến láo suốt ngày, cũng chẳng thấy mở miệng. Nỗi uất ức đau buồn vì sắp bỏ lại thành phố quê hương cho quân giặc cũng nặng trĩu trong tim các chiến sĩ nhỏ tuổi, không kém gì các chiến sĩ lớn tuổi khác. Bởi vậy mà các bạn chẳng còn lòng dạ nào để cười đùa. Hiền đi cuối đội, đầu đội mũ cano của vệ to đầu để lại, đeo tòng teng cái ống nhòm trước ngực. Từ hôm Vịnh Sư hy sinh, gần như không một phút nào cái ống nhòm rời khỏi ngực của nó. Nó quả quyết với các bạn, mỗi lần đưa ống nhòm lên mắt nhìn đều nhìn thấy Vịnh Sư đứng trong đó, trần chuồng, buộc ngang người vào cột thép thu lôi, đang phất phất cờ tín hiệu đánh móc về cho đài quan sát. Tư Giác xin bạn cho nhìn thử, đưa ống nhòm lên mắt, vẻ mặt rất chăm chú. Sau một lát, Tư Giác nghiêm trang gật đầu. Đúng là cậu Vịnh xưa đang đứng trong đó thật các cậu ạ. Vẻ mặt và giọng nói của Tư Giác làm nhiều đứa trong đội dựng cả tóc gáy. Về đến cửa chánh tây, đội trưởng cho cả đội dừng lại. Khắp cả khu vực của chánh tây, người đi lại nhộn nhạo. Vệ quốc đoàn, tự vệ, cán bộ các cơ quan của tỉnh, tất cả đều ướt át, lấm láp và mệt mỏi. Từng tốp ngồi phệt xuống bờ cỏ chất đầy bùn, bên các gốc cây hút thuốc, uống nước, chuyện trò nho nhỏ. Đội trưởng cho đội tập hợp ở dưới bóng cây mù u, rồi chạy đi tìm cơ quan chỉ huy cuộc rút lui. Lát sau, anh chạy về vỗ vỗ tay nói: mỗi tổ cử ngay một em theo anh vào trạm tiếp lương, lãnh bánh tét ăn đường. Bánh tét lãnh về, các tổ khác mỗi đứa được một đòn, riêng tổ của Tư Giác, do nó đi lãnh, mỗi đứa được hai đòn. Cả đội nhao nhao hỏi: cậu làm răng mà tài dữ dứa. Tư Giác đắc chí cười hề hề: mình ba hoa thiên địa với mấy chị phát bánh một hồi, làm các chị cứ ôm bụng mà cười, rồi quăng luôn cho mình thêm ba đòn nữa. Đi đi ông tướng,
Các chị nói, chú mà còn đứng đấy thì các chị cười đến đứt cả ruột chết thôi. Lần đầu tiên cả đội thấy cái miệng liến láo của Tư Giác được việc. 3 giờ chiều, có tin quân giặc đã tiến đến sân bay Phú Bài. Lệnh trên, tất cả phải cấp tốc rời khỏi thành phố. Trước lúc xuất phát, đội trưởng tập hợp đội thành hàng ngũ chỉnh tề. Anh báo cho cả đội biết, sẽ phải hành quân suốt cả đêm hôm nay. Chúng ta sẽ rút lên chiến khu, các em soát lại ba lô đồ đạc, xem có thứ gì không cần thiết thì vứt bỏ lại để đi đường xa đỡ nặng. Cả đội yên lặng nhìn anh, như đoán biết các chiến sĩ nhỏ bé của anh trong giờ phút nghiêm trọng này đang nghĩ gì và đang chờ đợi cái gì. Anh bước ra chính giữa hàng quân, hắng giọng nói. Các em, chúng ta phải rút khỏi thành phố, nhưng không phải chúng ta chịu thua chúng. Không, anh quắc mắt, chặt mạnh bàn tay vào không khí, nét mặt đanh hẳn lại. Theo chủ trương của Hồ Chủ tịch và của chính phủ, cuộc kháng chiến của chúng ta được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là phòng ngự, giai đoạn thứ hai cầm cự, giai đoạn thứ ba tổng phản công. Hiện nay chúng ta đang bắt đầu giai đoạn thứ nhất. Thế giặc lúc này còn mạnh, chúng ta tạm thời rút khỏi thành phố, lên vùng cao, thành lập chiến khu. Chúng ta vừa củng cố xây dựng lực lượng, vừa tổ chức đánh giặc. Lúc đầu đánh nhỏ, dần dần đánh lớn. Khi thế giặc đã suy yếu, bây giờ ta sẽ chuyển sang giai đoạn tổng phản công. Chúng ta sẽ dùng đại quân đánh chiếm lại thành phố, làng mạc và quê hương, giải phóng hoàn toàn đất nước, giành lại hoàn toàn độc lập. Bây giờ tất cả chúng ta sẽ được sống một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc như có lần anh đã nói với các em. Những lời giải thích tình hình kháng chiến hết sức đơn giản đó của đội trưởng đã làm cho gương mặt ỉu xìu của cả đội vụt sáng rỡ, phấn chấn hẳn lên. Thật ra các chiến sĩ nhỏ bé đâu có cần đến những lời giải thích thật thuyết phục với lý lẽ thật đích đáng. Điều mà lúc này chúng cần là được người chúng hoàn toàn tin cậy, khẳng định niềm tin, khẳng định chiến thắng, mà khẳng định không phải bằng lý lẽ mà bằng thái độ, tình cảm. Bởi một lẽ các em yêu cách mạng, yêu tổ quốc, yêu những lý tưởng cao đẹp của cuộc sống với tình yêu thơ ngây, gần gũi, như tình yêu cha, yêu mẹ, yêu ông bà. Lẫn trong nỗi đau khổ, uất ức chân chính của người chiến sĩ, khi cảm thấy mình phải tạm thời thua giặc, có cả lòng tự ái của trẻ con khi bị thua một keo vật, một trận bóng đá. Hòa Đen hôm về tập trung đội, dọc đường ghé vào quán mua viên kẹo ngậm chơi. Trong quán, ngoài bà bán hàng còn có 2 ông khách mặc áo dài đen, quần lụa, da xị trắng, đang ngồi sát vách hút thuốc lá cầm lệ. Nhìn qua cách ăn mặc, Hòa Đen cũng đoán biết 2 ông này thuộc loại giàu có hoặc làm quan ngày trước. 2 ông vừa hút thuốc vừa nói chuyện thời thế. Lúc đầu nó chẳng để ý câu chuyện của 2 ông. Nó còn mải mê với viên kẹo bi của bà bán hàng vừa trao cho. Chà, viên kẹo dinh dính, trong như thủy tinh, có điểm những vân xanh vân đỏ đẹp mê người. Nó thận trọng đút viên kẹo vào mồm, ngậm vào một bên má để mút dần. Chất ngọt mát cứ lan dần ở đầu lưỡi. Đang định bước ra khỏi quán, Hòa Đen bỗng nghe một trong 2 ông khách nói. Cả cuống, chết đến đít vẫn còn cay. Tây họ đuổi cho chạy re cò, vẫn còn nói cứng. Những là toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Những là trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Thắng lợi chạy dài. Ông khách thứ 2 có hàng ria mép đen nhánh, mắt vẻo điếu thuốc lá sâu kèn trên cặp môi tâm xì, cười khẩy tiếp lời. Bác không nhớ, ngay cái bữa đầu tiên nó nổ súng, tôi đã nói ngay. Việt Minh Đăng cũng thua Tây. Đời thủa mô, Mác Lào đâm thủng xe tăng. Hỏa Đen đứng khựng lại ở ngưỡng cửa. Nó đỏ mày, say mặt vì tức. Còn tức hơn cả khi có đứa réo tên cha mẹ ra mà chửi. Nó muốn cãi lại 2 cái lão già, mặc áo len ni, để bênh vực cho kháng chiến, cho Việt Minh, cho vệ quốc đoàn. Nhưng em không biết phải cãi như thế nào. Đúng là quân ta phải rút lui ở mặt trận, chùi thật. Nhưng, nó giận run lên vì cảm thấy mình bất lực, vì bị xúc phạm một cách cay đắng. Viên kẹo bi vừa ngậm, mới suýt được có 2 cú, nước bọt, ngọt ngon đến chết được. Mà nó nhổ phăng ngay xuống đất. Nó quay lại nhìn 2 ông khách trợn mắt chửi. Tổ cha bay. 2 đứa bay là đồ Việt gian. Rồi ủ té chạy. Ông khách có hàng diêm hép. Chụp chiếc guốc đang xỏ ở chân. Nhảy chồm ra cửa ném theo. Thằng cha ném rất bợ. Suýt nữa trúng đầu Hòa. Nó vừa chạy vừa chồng mông về phía ông khách. Vỗ bổng bộp gào to. Tổ cha 2 thằng Việt gian. Con đít tao đây. Chửi vỗ đít mà cơn giận vẫn không sao nguôi được. Càng nghĩ đến câu chuyện của 2 lão già mặc cái áo dài đen,
máu trong người Hòa lại càng sôi lên. Nó bặm môi, nghiến răng, trợn mắt, quát to lên một mình. Tao mà có khẩu súng, tao đã cho hai thằng bay hai phát vô giữa lỗ miệng ngay. Lúc này đứng trong hàng, Hòa đen như nuốt từng lời giải thích của đội trưởng. Nó chặt lưỡi xuyên xoa, tiếc mãi, chưa được đội trưởng giải thích cho. Về ba giai đoạn kháng chiến, như bữa ni, mình sẽ giảng giải cho hai cái thằng già mà có đen dài phải cứng họng, trắng mắt ra. Mình mô có thèm chửi cho nhớt miệng, vỗ đít cho nhớt tay. Tư Giác quay sang nói với Lượng, đứng bên cạnh, giọng buồn buồn. Nếu rút lên chiến khu mà đánh không thắng thì nằm răng hè. Chắc tụi mình phải lên ở luôn ở trên đó. Chồng lấy khoai chắn mà ăn, rồi đóng khố để tóc dài như người thượng cà răng căng tai. Có chết thì chôn luôn ở trên đó. Lượm sửa lại hai quả lựu đạn mỏ vịt đeo trước bụng, nói giọng lộ vẻ đau đớn. Theo mình, thả ở trên núi, ăn sắn, đeo gùi, đóng khố. Chết thì chôn luôn ở trên đó, còn hơn phải về ở chung với ba cái thằng Tây, ba thằng Việt gian. Ngày ngày phải ngó, tụi nó đi lại nghênh ngang trên đường phố mình như ngày trước cách mạng. Đúng đó anh Lượm à, em cũng nghĩ như anh Rứa. Mừng đứng sau lưng Lượm, bật lên nói. Em à, em thả chết đói, chứ không thèm ăn một hột cơm của tụi Tây, tụi Việt gian. Mừng líu tay Tư Giác hỏi. Anh Tư này, ba cái giai đoạn chi chi anh hẻ. Tư Giác giọng chê trách. Phòng ngự, cầm cự, tổng phần công. Con Rứa mà không nhớ. Tối bụng, tối dạ như cậu, mà đi học thì cứ gọi là lấy bồ mà đựng trứng vịt lộn. Mừng không để ý đến lời chê trách của Tư Giác, nó còn mải nhầm đi nhầm lại cho nhớ. Phòng ngự, cầm cự, tổng phần công. Phòng ngự, cầm cự, tổng phần công. Tự nhiên nó rơm rớm nước mắt nghĩ thầm. Chao, ước chi chưa được gặp mạ, nói cho mạ nghe ba cái giai đoạn để mạ khỏi buồn lo mà bệnh thêm nặng. Mạ ơi, vệ quốc đoàn ta răng cũng đánh đuổi được tụi Tây, nước mình răng cũng được độc lập, mạ răng cũng được chính phủ cho vô nhà thương to nhất, nhiều thứ thuốc quý nhất để chữa cho lành bệnh xuyễn. Mạ đừng lo chi cả, mạ ơi. Các đơn vị lũ lượt lên đường rời khỏi thành phố. Một hồi còi dài, đội thiếu niên trinh sát nối theo sau một đơn vị vệ quốc đoàn rời khỏi cửa Chánh Tây, theo con đường số 1 đi về phía cầu An Lỗ. Chốc chốc các bạn ngoái đầu lại, cặp mắt buồn rười rượi, thương tiếc, xót xa. Một ngọn lửa rất to bùng lên từ phía cầu Bạch Hổ, quân ta đang tưới xăng đốt cầu. Lúc này mưa đã bớt nặng hạt và chuyển thành một màn bụi mờ dày đặc. Gió lạnh thổi bời bời, thành phố xa dần, chìm khuất sau màn mưa. Chốc chốc trong cái biển bụi mưa đặc sệt đó lại rộ lên những tràng súng dài ằng ặc. Tiếng súng như muốn nhắc cho đoàn quân rút lui biết. Huế ở phía ni, Huế ở phía ni. Xa xa, phía nam thành phố, tiếng đại bác của giặc nổ như sấm đất. Tư Giác mải ngoái đầu nhìn Huế, chân vấp phải hòn đá, kêu, ối. Mặt nó nhăn nhó xít xoa. Nhắc bàn chân đau lên, nhảy lò cò một quãng. Mình vấp sứt móng chân rồi các cậu ơi, nó rên gì. Bồng cúi Lượm, một hòn đá ném ngược trở lại căm tức chửi. Mà cha ba cái thằng Tây, lúc ni trong các vị trí, chắc cha con dòng giống hắn đang ôm nhau mà nhảy đầm với hát gì nô gì la, điếc cả đít. Hình ảnh Bồng bất ngờ gợi lên đó, làm ngòi giận đang âm ỉ trong lòng cả đội. Các em cùng nhau lên thi nhau, tìm hết lời độc địa để nguyên rủa tội thực dân cướp nước. Ôi, quả thật là không gì làm cho người chiến sĩ đau đớn uất hận khi hình dung quân thù đang ôm nhau nhảy múa trên đất đai quê hương mình. Tư Giác chân vẫn nhảy lò cò, nói như muốn an ủi các bạn. Được, cứ để cho tụi hắn ôm nhau nhảy đầm với hát xì lô xì la. Đến ngày tổng phần công, tụi ta về chiếm lại Huế, tụi ta sẽ dùng súng cắm lưỡi lê lùa tuốt tuột cả Tây đầm lớn nhỏ già trẻ ra sân vận động. Đất mới xung quanh sân vận động tụi ta sẽ bố trí toàn FM, hốc kít, chiêu hòa hai nòng, rồi ra lệnh cho cha con tụi hắn phải ôm nhau mà nhảy đầm với hát xì lô xì la, đúng như hôm ni. Đứa mô không chịu nhảy, không chịu hát, ta kéo cổ ra, tạch tạch, phơ luôn. Rồi các cậu coi, tụi hắn vừa nhảy vừa hát, vừa đá hết cả da quần, da váy, làm thối in cả sân vận động. Cái viễn cảnh trả thù giặc mà Tư Giác vừa tưởng tượng ra, làm cho cả đội nguôi giận. Chúng tranh nhau bàn tán thêm bớt các cách thức tổ chức trả thù của Tư Giác. Ra đến cầu An Lỗ, người chạy giặc ùn ùn càng đông, ngoài bộ đội, cán bộ, còn cơ man là đồng bào, kẻ gánh người khiêng, người dắt xe đạp, người đẩy xe bò, người dắt con, người bế cháu.
ồn ào nhốn nháo như vỡ chợ. Nhiều đoạn đường bị tắc nghẽn, không sao nhích lên được. Suốt dọc đường đồng bào vứt lại không biết bao nhiêu đồ nề, của nả mà chẳng ai buồn nhặt. Ngang qua Hương Cần, cây làng có quýt ngon nổi tiếng, đội trưởng đuổi không kịp một đơn vị súng cối 81 ly. Anh vệ quốc quân vác cái nòng súng đi giữa hàng quân cao vượt lên. Anh vác cái nòng thép to như cột nhà mà coi bộ nhẹ không. Đầu anh đội mũ sắt, quần sắn đến bắp vế, hai cẳng chân to và đen, không khác chi hai cái nòng súng cối 81. Trông bộ anh quen quen. Mừng nhận ra anh đầu tiên, nó mừng rỡ chạy vượt lên gọi to. Anh So, anh So. Anh đổi vai vác nòng súng rồi quay lại nhớn mày nhìn bọn trẻ. Anh mở rộng miệng cười hồn hậu, phô hết cả hàm răng to vàng khè khói thuốc lá. Cả đội liền nhận ra chính là cái anh công binh phụ trách đánh bom cầu Bạch Hồ hôm nào. Đội trưởng bước lại bắt tay anh. Đồng chí lại chuyển qua móc chê 81 à? Răng không ở công binh nữa. Anh So cười hề hề. Trời sinh ra tôi là để ăn no vác nặng. Cấp trên thấy tôi sức vóc ra gì mà giao cho cầm sợi dây quả bom quá nhẹ. Uổng, các ông mới điều tôi qua để vác cái cột nhà sắt đi đây đồng chí ạ. Anh đưa bàn tay hộ pháp vỗ đánh bột vào cái nòng súng móc chê. Tư Giác đứng gần đó làm bộ hớt hải kéo tay anh. Ô, anh vỗ nhẹ nhẹ chứ, vỗ mạnh thứ bẹp mất nòng súng. Tây đến lấy chi mà bắn anh. Chú đưa tay sờ vào chỗ nòng súng anh vừa vỗ, miệng suýt xoa. Chết cha rồi, hơi bẹp, hơi bẹp. Trung đội trưởng móc chê cho trung đội nghỉ giải lao 10 phút. Đội trưởng cũng thổi còi cho đội lánh sang một bên đường nghỉ cùng với các anh móc chê. Mừng từ nãy đến giờ vẫn đứng sát sau lưng anh So. Nó ngập ngà ngập ngừng muốn hỏi anh cái gì đó, nhưng thấy anh còn mải nói chuyện nên lại thôi. Anh So chực nhớ quay lại. Mừng đó em, chút nữa thì anh quên mất. Cách đây nửa tháng anh có công tác phải về Bao Vinh. Ngang qua nhà em, anh tranh thủ tạt vô. Thì may cách chi, đúng lúc mà em đang sửa soạn đồ lề cánh gồng để đi tản cư. Anh liền kể cho mạng nghe chuyện gặp em. Thằng con chị nó đi vệ quốc đoàn ở đội thiếu niên trinh sát trung đoàn Trần Cao Vân, coi bộ ếch lắm. Nhưng mà em nhất định không tin, cứ khăng khăng nói. Chú thương chị, bày đặt chuyện ra mà nói cho chị vui lòng, chứ thằng con chị còn sống nằm răng được chú ơi. Từ ngày cháu mất đi, không đêm mô chị không nằm mê thấy cháu về, ngồi dưới chân giường chị, ôm hạt khóc tỉ ti. Con chết oan uổng lắm mạ nờ. Anh chưa biết cách làm răng cho mạ em tin, thì vừa vặn sực nhớ đến bó lá tầm gửi em gửi cho anh dạo nọ. Rứa là anh mở ba lô ra, đưa luôn cho mạ em. Chị không tin thì đây, lá tầm gửi thằng con chị, nó nhờ tôi mang về cho mạ nó, để mạ nó sắc uống lành bệnh xuyễn kinh niên đây. Nó còn dặn chị là chặt nhỏ lá ra, sao vàng hạ thổ, đổ 5 bát nước, rắc lấy 1, uống 4-5 lần là khỏi bệnh. Chị biết không, nó khoe với tôi là phải trèo lên đọt ngọn cây bút bút cao nhất Huế vào giữa lúc nửa đêm để hái nó đó. Công trình hắn ra rứa nên tôi phải giữ cái bó lá nữ còn hơn cả thần giữ của. Chị nghĩ coi, nếu con chị nó không nói thì làm răng tôi biết được chị mắc bệnh xuyễn kinh niên. Với lại làm răng mà tôi có sẵn lá tầm gửi trong ba lô để đưa ngay cho chị. Lúc đó mà em mới cầm lấy bó lá, ngó chân chân một lúc, mặt coi bộ dại hẳn đi. Anh sợ quá, tưởng mà em mừng quá hóa điên. Mà em kêu lên một tiếng làm anh rụng cả tim. Ui chao ơi, đúng là thằng con tôi, nó còn sống thiệt rồi chú ơi. Rồi mạ ôm dịt bó lá vô ngực, vừa khóc vừa cười và nói. Ai ngờ con còn sống. Con ơi, đứa mà con làm mạ khóc hết nước mắt nước mũi. Mạ kể với anh, hồi còn ở nhà, hễ mỗi lần tôi lên cơn hen là cháu của chú ngồi bên tôi suốt ngày suốt đêm chườm ngực cho tôi. Rồi lần mô hắn cũng nói, mạ ạ, con nghe cụ ba chả nói. Thứ lá tầm gửi đậu trên ngọn cây bút bút thật cao, trèo lên đúng lúc nửa đêm mà hái về, phơi khô sao vàng rồi sắc uống thì bệnh xuyễn nặng mấy cũng lành. Con ước chi có cây bút bút ngọn cao thấu trời, đậu thật nhiều cây tầm gửi để con trèo lên hái về sắc cho mạ uống. Cháu của chú nô hiểu nghĩa như rứa đó, chú nơ. Rồi mạ lại lục gánh lôi trong bị quần áo ra một bộ quần áo của em còn mới tinh, quần sóc xanh với cái áo sơ mi trắng cột tay, đưa bộ quần áo mới cho anh. Mạ nói, bộ quần áo đi chị may cho cháu, nhưng cháu chưa kịp mặc. Mấy lần cháu nó đòi mặc chị lại không cho, nói để dành để đến Tết mặc. Mình con nhà nghèo ăn mặc tùng tiệm, răng xong thì thôi.
Hôm chị mời thầy Pháp làm lễ cầu hồn cho cháu, chị định đốt về dưới đó cho cháu mặc. Nhưng thầy Pháp nói ma chỉ biết mặc quần áo giấy thôi. Thế là chị phải thuê thợ mã, dán một bộ quần áo giấy giống y như bộ ni, đốt cho cháu. Trừ may mắn được gặp chú đây, chị muốn nhờ chú đưa giúp cho cháu, nói với cháu giúp chị. Biết con còn sống theo vệ quốc đoàn, mạ mừng lắm, mạ không giận con mô. Con phải cố gắng theo kịp bầu bạn, anh em. Vệ quốc đoàn giao cho việc chi, phải làm đến nơi đến chốn, phải chăm chỉ giỏi giang. Với lại, con nhớ đừng đi giang, đi nắng nhiều mà phải cảm thì khổ mạ. Anh nói với mạ em, chuyến đi về chưa chắc tôi đã gặp lại được nó. Tôi sợ mang theo, lỡ làm mất của cháu thì tội lắm. Chị cứ giữ lấy, đang rồi cũng có bữa, hắn được cấp trên cho về phép thăm chị thôi. Kể đến đó, anh tặc lưỡi. Tiếc quá, biết ứ hôm đó anh mang bộ quần áo đi cho xong, có phải trừ em được mặc quần áo mới rồi không? Nghe chuyện mạ, mừng cơ hồ ngồi không vững nữa, bàn tay nhỏ bé đen đủi. Các ngón tay bị móp vì dầm lạnh, cứ bíu chặt lấy áo anh. Như sợ ngã, em úp mặt vào ngực anh, nước mắt nó thấm qua áo anh, nóng bỏng. Và lạ lùng chưa, cả đội và các anh trong trung đội móc chi, mắt người nào cũng đỏ hoe. Chiều hôm sau, đội rút đến cầu Hiền Sĩ, có tin quân giặc đã tràn vào thành phố. Đi bộ một ngày một đêm, bàn chân đứa nào cũng phồng rộp. Đây là lần đầu tiên trong đời, các bạn phải đi bộ xa như thế. Nhiều đứa phải cởi cả áo cả quần dài, xé ra bọc bàn chân mới bước nổi. Đội trưởng đi giày sang đá, không biết tất, hai bàn chân anh cũng rộp phồng. Nhưng nhất định anh không cởi giày, phải lội qua nhiều quãng đường ngập nước mưa, nên thỉnh thoảng anh lại nằm dài xuống đất, giơ ngược hai chân lên trời để dốc nước trong giày ra. Chúng gọi đùa là đội trưởng tập xiếc. Nhắc đến xiếc, cả đội lại nhớ đến những bạn hiện vắng mặt như là vệ to đầu Lai, Du, Nghĩa, Đoàn, Trà, Tề. Từ hôm các bạn rời Huế theo đơn vị bổ sung cho mặt trận phía Nam, không đứa nào có tin tức gì về. Hiện lúc này các bạn đang ở đâu? Có còn đầy đủ cả không? Có bạn nào bị thương hay hy sinh không? Chiều hôm qua, chúng gặp một đơn vị thuộc tiểu đoàn 18 vừa từ trong đó rút ra. Các anh kể, trong trận kịch chiến ở đèo Mũi Né, có một chú liên lạc không rõ ở đơn vị nào, chào tuổi các em, đã trúng đạn và hy sinh. Chú ta chết mà gương mặt cứ tươi rói, không ai dám nhìn lâu. Đau ruột quá, vì phải rút lui gấp nên không ai mang chú ta theo được, phải dùng lưỡi lê đào huyệt chôn trên đỉnh đèo. Trước khi chôn, các anh còn cẩn thận lấy cái áo súng khẩu đại liên hốc kít bọc xác. Chú ta nằm vừa vặn cái áo súng. Một anh trong đơn vị nghe xong câu chuyện đã trầm ngâm kết luận. Rứa đó các em ạ, đời chiến sĩ vệ quốc chúng ta không phải là da ngựa bọc thây mà là áo súng bọc thây. Cuộc chiến đấu của chúng ta hôm nay dữ dội và quyết liệt hơn xưa nhiều lắm. Không hiểu sao cả đội em nào cũng nghĩ chú liên lạc áo súng bọc thây đó có thể là vệ to đầu. Cả đội đều biết đứa thân nhất với vệ là Hiền. Hai đứa đã thân nhau, nhận nhau làm anh em kết nghĩa. Chúng hẹn nhau khi mô đánh tây xong sẽ về ở với nhau, cùng làm cùng ăn, cùng sống cùng chết. Bởi vậy đứa nào cũng tránh nói ý nghĩ đó ra trước mặt Hiền, sợ bạn buồn tội. Riêng Hiền không mấy khi thấy nhắc đến vệ, và hễ thấy bạn nào đang nói chuyện về vệ to đầu là nó lảng đi xa. Nhưng đêm đến, nhiều bạn ngủ cạnh nó phải bừng tỉnh vì tiếng Hiền khóc thổn thức trong mơ. Nó ú ớ gọi tên vệ. Vượt qua cầu Hiền Sĩ, các đơn vị rút lui, rời khỏi quốc lộ số 1, rẽ trái theo con đường dài đá đi về phía làng Cổ Bi. Bây giờ núi xanh đã có trước mặt đoàn quân rút lui. Đêm đến, đội cùng các đơn vị rút lui được lệnh nghỉ lại ở làng Cổ Bi. Đồng bào ở đây đã chạy lên núi hết. Nhà cửa bỏ trống toang. Làng nằm cạnh con sông Bồ, nước xanh rợn người. Khoảng 2 giờ sáng, đội trưởng đánh thức cả đội dậy, đi ra bến sông. Ngoài bến đứng đặc người, lố nhố súng đạn, ba lô, túi rết. Dưới sông, đò đậu thành dãy dài, từng toán lần lượt xuống đò. Đội xuống một con đò dài như con thoi, có một ông cụ và một o chèo đò. Bóng tối nhòa nhòa không nhìn rõ mặt. Con đò rẽ nước, nối đuôi các đò đi trước, ngược sông. Mặt sông gợn sóng đốm đốm sao và ánh lửa trải đây đó. Nhiều quãng núi đã dựng thành vạt sát bờ sông. Con đò lướt đi trong bóng núi đen thăm thẳm như chui vào hang sâu. Tảng sáng đò cập bến ở làng Trò.
Làng nằm giữa một thung lũng hẹp. Một mặt là sông, xanh rợn người. Ba mặt kia vây quanh núi cao trùng điệp. Bên kia sông là núi. Vách núi hoang vu, chim kêu vượn hố, san sát chuối rừng, song mây. Nhân vật quan trọng đầu tiên các em gặp là khi vừa đặt chân lên bến làng trò, là ông già 75. Khẩu sơn pháo, cổ lỗ độc nhất của trung đoàn và đồng thời là niềm tự hào đặc biệt của toàn mặt trận Huế, Thừa Thiên. Bây giờ nhìn ông mới tiểu tị làm sao? Nằm một nơi, bánh càng một nẻo. Tất cả các bộ phận trên thân thể ông được rời ra chất thành một đống lủng củng dưới gốc cây mít. Nòng ông bị đạn đại bác bô pho của giặc bắn tóe mất đầu hôm ông đứng dưới chân cột cờ khạc đạn. Các anh ở xưởng quân giới phải cưa đứt chỗ bị đạn dài đến hơn một gang tay. Dạo đó được tin này, các chiến sĩ cả mặt trận lo lắng buồn rầu, coi là một tổn thất không gì bù đắp được. Cả đội xuống xít quanh ông. Em thì sờ nòng, em sờ càng, em sờ bánh. Nét mặt em nào cũng rầu rầu xót xa. Các em có một mối cảm tình đặc biệt với ông. Ông đã góp phần làm nên vinh quang cho đội với chiến công lừng danh mặt trận của Vịnh xưa. Bởi vậy mà cả đội nhìn cái thân thể tiểu tụy tàn phế của ông, lòng cứ xót xa quyến luyến không dứt. Các anh xưởng quân giới khiêng ra một hòm mỡ súng tặng vào nòng ông, chuẩn bị thả ông xuống đáy sông Bồ để ông khỏi lọt vào tay giặc. Cả làng trò nhà nào cũng chật ních cán bộ bộ đội rút lui. Rất nhiều kho tàng công xưởng của tỉnh đã được di chuyển lên đây từ trước. Các em chạy loanh quanh khắp làng. Trong một vườn mít rậm như rừng, các em gặp một cái kho năm gian lớn, chất toàn nồi đồng. Nồi chất cao từ mặt đất lên nóc nhà, đủ các cỡ. Từ nồi nấu 1 đến 2 người ăn, chờ đến loại nồi 30 luộc được 5-6 chục đòn bánh tét. Cái nào đáy cũng bị chọc thủng. Đó là nồi của đồng bào trong tỉnh ủng hộ trong tuần lễ đồng để đúc đạn bắn giặc. Không hiểu sao, đứng nhìn cái kho nồi đồng thủng đáy này, cả đội thấy lòng nao nao buồn. Chao, nếu những chiếc nồi này mà biết nói, chúng có thể kể lại biết bao điều cảm động, thú vị về cuộc sống của hàng chục nghìn gia đình khác nhau. Có những chiếc nồi quanh năm chỉ nấu toàn cơm độn khoai, sắn. Lại có những chiếc nồi mỗi năm chỉ được vài ba lần bén hơi lửa. Những miệng trẻ con mếu máo vào khóc bên miệng những chiếc nồi không dính hạt cơm. Cả đội bàn cãi, ước tính nếu đúc hết cả số nồi đồng này thì được bao nhiêu viên đạn. Tư Giáp chỉ một cái nồi rất khoai nằm gần sát mái nhà quả quyết nói, đúng là cái chú nồi đồng điếu của mình. Mình chỉ nhìn thoáng là nhận ra ngay, chú ta rất mất một khoai. Mỗi lần bác chú xuống bếp, mạ tứ cứ phải lót rẻ vô bên mép chú. Tư Giáp rút cái súng cao su trong túi ra, lắp viên đạn sỏi bắn một phát trúng luôn cái nồi rứt khoai vừa chỉ. Nó nói với cái nồi, chứ em không nhận ra anh à em. Anh là Tư Giáp, yêu dấu của em đi này. Hay tại bữa ni anh mặc áo quần vệ quốc đoàn oai quá nên em lạ. Mà anh đưa em đi vệ quốc đoàn từ cái hồi tuần lễ đồng năm ngoái cùng với em Mâm, anh Xanh, em còn nhớ không? Từ đó đến nay cả nhà ai cũng chắc là em đã chui vô nằm trong ngực Tây thực dân rồi chứ. Ai ngờ em còn nằm ở đây với đơn vị. Tư Giáp nghiêng đầu, khung lòng bàn tay đặt lên vành tai, mắt hấp ha hấp háy làm bộ dạng chăm chú lắng nghe cái nồi trả lời. Tư Giáp hất hất cằm, làm tuồng mặt giận, hỏi lại. Răng, em nói là em không nhớ anh Tư Mô hả? Chỉ nhớ của em răng mà kém dữ dữ. Hèn chi đít em đen thui. Em quay lại nói với các bạn. Các cậu không biết, tớ đã học qua sách xem tướng rồi. Anh nồi đồng mô mà đít đen thui là rất kém trí nhớ. Em lại nói chuyện với chú nồi, anh Tư mà mỗi lần đi học về là chạy ngay chung bếp, dỡ vung em ra, thò luôn tay dính đầy mực, vô hông em, vét công nguội cục ra, ăn với nước mắm dầm ớt ấy mà. Câu chuyện bà Hòa thiền địa của Tư Giáp đã làm cho cả đội ngậm ngùi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cha. Mừng cũng bắt chước Tư Giáp, nhớn nhác nhìn ngó khắp kho, tìm cái nồi nhà mình. Tìm một lúc em mới sực nhớ, nhà mình không có nồi đồng. Từ trước đến nay mà em chỉ nấu bằng nồi đất. Đội được lệnh nghỉ tại làng trò một ngày, chuẩn bị cơm nắm, muối mè để hành quân vượt núi lên chiến khu Hòa Mỹ. Sáng sớm hôm sau, khi cảnh vật còn tối mờ sương núi, đội đã tập hợp thành hàng ngũ đến trạm tiếp lương. Lĩnh cơm nắm, muối mè. Mờ sáng đội đã thành hàng một đi theo một ông lão dẫn đường, rời làng trò, tiến về dãy núi cao trước mặt.
ông lão dẫn đường, đầu cạo chọc trụi như sư cụ. Râu cằm lơ thơ, chỉ chừng vài chục sợi. Cặp mắt ông lúc nào cũng nheo nheo, như bị trói nắng hoặc bị khói cay. Hai bên mép ông có hai đường nhăn sâu hoắm, như lấy dao mà trổ. Ôm vòng lấy cái miệng rộng hơi móm, nhìn rất hóm. Ông đội cái nón mê, đan bằng tre cật nặng, không thua gì cái mũ sắt. Mặc chiếc áo bà ba vải nâu bạc phếch, dày đặc những mụn vá, xanh đen và cái quần xà lòn màu cháo lòng dài đến gối. Đặc biệt ông có cái bụng to tướng như bụng đàn bà chừa 7-8 tháng, bụng của người sốt rét kinh niên, thành báng. Chắc do đó mà tên ông là Bụng. Ông Bụng, người làng Hòa Mỹ, làm nghề bứt tranh đốt than. Ông được ban chỉ huy mặt trận trưng dụng cùng một số bà con khác trong địa phương sang làng trò dẫn đường cho các đơn vị rút lên chiến khu. Ông Bụng dẫn đội vượt núi theo một con đường dốc ngoằn ngoèo, còn nguyên dấu dựa mở đường. Hai bên lối đi lau sậy cây cối tùm hoang vu đến rợn người. Dây leo, rồi giang, mây song, bò ngang bò lọc trên đường như đàn chăn đàn rắn. Nhiều cây gỗ đến 3-4 người ôm, một khẫy đổ ngang lối đi phải khom mình chui qua. Trên mặt đất lớp lớp lá rụng thối, vát sen như chấu ngo ngoe, bàn chân vừa lướt qua là chúng bám ngay lấy, cắn hút máu. Còn lũ vắt xanh thì đậu trên lá cây, rình bám vào cổ vào vai, chui tọt vào nách vào vẹn lúc nào không hay. Chúng cắn hút máu cho đến lúc no tròn như quả sim rồi rụng xuống. Cả đội lúc đầu đứa nào bị vắt sen bám phải cũng sợ rúm người lại, nhưng rồi thấy sợ không xong với cái tụi hút máu người này. Càng có người lại thì tụi hắn càng bám giữ. Chúng đành phải nhắm mắt nghiến răng túm lấy cái mình nhơn nhớt của bọn sen vắt, giật ra và ném đi. Vài lần đầu còn thấy ghê tay, nhưng sau chỉ một buổi đường là hết sợ. Hai cẳng chân đứa nào cũng nhoe nhoét máu. Con sen dứt ra rồi, máu vẫn cứ tiếp tục chảy. Cái giống này rất tài, bao giờ cũng nhằm trúng mạch máu. Lần đầu tiên được nếm mùi leo dốc núi, cả đội mặt bạc trắng vì mệt, thở cả mắt lẫn tai. Nhiều đứa bò ra dốc, lên một đoạn dốc ông Bụng lại phải dừng lại đợi. Ông ngồi xuống một gốc cây, lôi từ trong túi áo ra một nùi thuốc lá ngọn rứt ra và cuốn những điếu thuốc to bằng ngón chân cái. Ông đánh lửa châm thuốc bằng một con dao nhíp, một hòn đá to bằng nắm tay và một cái bùi nhùi. Chúng nhìn ông đánh lửa kiểu này phục lăn. Lạ hơn nữa là hai chân ông không thấy một con vắt nào cắn. Làm răng mà vắt lại không cắn ông. Cả đội rúm lại hỏi, hay là ông có bôi thứ thuốc chi? Ông Bụng cười, dưới dọc đường các cháu không gặp cây tụi vặt sên cứ ngo ngoe mà không chịu cắn à? Đó là tụi vô phước cắn nhầm vào chân miền nên bị mẻ hết răng rồi đó. Bọn trẻ trợn tròn mắt nhìn ông, nửa tin nửa ngờ. Ông phả khói thuốc dày đặc như một đám mây, ho khục khặc nói tiếp, cái thứ răng sên, răng vắt đã thấm béo chi? Mới bữa tê đây thôi, miệng đi từ Hòa Mỹ qua trò. Dọc đường một con chó sói núp trong bụi rậm nhảy chồm ra, táp luôn vô bắp chân miệng hai miếng, nhay nhay rồi kêu ăng ẳng bỏ chạy. Chân hơi ngơ ngứa, sờ tay xuống gãi, thì rớt xuống đất 8 cây răng của chó, trắng hếu mà nhọn quá đi. Té ra anh ta táp mạnh quá, răng rắt luôn vô ra miệng, coi như nhổ răng. Tội nghiệp cái con chó sói đó, rồi đến chết đói mất thôi. Rụng mất 8 cái răng cửa thì còn ăn uống cách răng. Ông Bụng tặc tặc lưỡi tỏ vẻ thương xót cho con chó sói đó đã cắn ông. Bọn trẻ hoang mang không biết ông nói chơi hay là nói thật, vì nét mặt giọng nói của ông không có vẻ chút gì là đùa vui hết. Qua khỏi một con dốc núi khá cao, ông chỉ cho chúng xem những bãi cướp voi to bằng cái thúng úp còn nóng hôi hổi, chứng tỏ đàn voi vừa đi qua đây xong. Tư Giác ngó bãi cướp voi cười nói, ước chi tụi mình cũng ỉa được những bãi cướp to như Di Hè. Tụi mình chỉ việc kéo nhau đến trước cổng đồn tụi Tây, ỉa mỗi thằng một bãi, tụi Tây ngó thấy cũng đủ chết khiếp mà chết. Qua khỏi núi rậm, tiếp đến vùng đồi cỏ tranh bàn ngàn, san sát như bát úp. Ông Bụng chỉ cho chúng những dấu chân cọp mới nguyên, in trên mặt đất ướt. Chúng nhìn những dấu chân hệt như dấu chân mèo, nhưng to bằng cái bát, sợ xanh mắt, vội vàng đi sát vào nhau. Bồng hỏi, ông ơi ông, ở trên Hòa Mỹ có nhiều cọp không ông? Ông Bụng ê à nói, tưởng chi chứ, cái giống cọp beo thì chẳng thiếu. Nhiều bữa, miệng đi bứt chanh, gánh chanh về nhà,
mở ra phơi, thấy có hai ba cái đuôi cọp, máu me đỏ lòm, ngúc ngắc, nằm lẫn ở trong chanh. Té ra miệng đã mải bứt, bứt luôn cả cái đuôi một bầy cọp đang ngồi rình mồi mà không biết. Cả đội phá lên cười, nhao nhao nói: "Ông nói chạng chi mà, chạng gớm rứa ông ơi." Ông bụng mặt vẫn tỉnh khô, ể ả kể tiếp: "Cách đây chừng nửa tháng, một bữa, miệng đi bứt chanh về, mở bó chanh ra, thì có một cục chi đó, to cỡ bằng trái bưởi, tròn tròn, nâu nâu, nhăn nhăn, lăn ra kêu cái bịch." Miệng lượm lên ngó coi, té ra là một đùm, rái cọp. Cái liềm mới đưa cho thợ rèn cắt lại chấu, sắc đã gớm. Bứt rái cọp mà cứ ngọt xớt như là bứt chuối chín. Từ Giác hỏi ông: "Rứa chứ mua rồi ông?" "Cái chi?" "Đùm rái cọp ý." Miệng luộc chấm muối ớt ngay bữa đó rồi, để lâu sợ ôi. Ông chép miệng: "Cái anh rái cọp lờ mờ dứa mà ngọt đáo để, có phần ngọt hơn cả rái voi." Cả đội bỏ lăn ra bãi cỏ chanh mà cười. Còn ông bụng mặt vẫn tỉnh khô, thủng thẳng cuốn một điếu thuốc lá cũng to bằng ngón chân cái, đánh lửa hút. Ông bụng nói chạng chơi mà mừng cứ tưởng thật. Em hoảng quá đi nép sát vào Tư Giác, một tay bíu chặt lấy thắt lưng ra. Tư Giác quay sang nói: "Nì, lỡ cọp con nhảy ra vồ cậu thì nhớ bỏ nịt mình ra nhé. Mà cậu níu chặt quá, hắn tha luôn cả mình đi thì chết tớ đó nghe." Qua làng Sơn Quả, khe nước nóng, qua làng Thanh Tân, rồi qua làng Đất Đỏ, mọc đặc một giống tre lộ ô. Từ làng Đất Đỏ đi men theo bờ con sông Ô Lâu uốn lượn quanh co, nước chảy rào rạt, giữa hai bờ lòng sậy ôm tổ. 5 giờ chiều hôm đó, đội đặt chân lên đất chiến khu Hỏa Mỹ. Chiến khu, hai tiếng mới mẻ này, đã gợi lên trong trí tưởng tượng của các chiến sĩ nhỏ tuổi trong đội thiếu niên trinh sát biết bao nhiêu hình ảnh hùng tráng và thơ mộng. Sau cách mạng tháng 8, lần đầu tiên chúng được nghe hai tiếng chiến khu qua bài hát Nhớ Chiến Khu. Chiều nay xa chiến khu trong rừng chiều, bên bờ tiếng suối reo ngàn thông réo. Hồi còn ở mặt trận Huế, mỗi lần sinh hoạt đội cất tiếng bài hát Nhớ Chiến Khu, chúng lại thấy hiện ra trước mắt những rừng thông vi vu trong gió ngàn, dòng suối bạc lấp lánh chảy róc rách giữa hai bờ đá trắng phao. Một chiến sĩ ngồi bên suối mài gươm lau súng, một toán chiến sĩ khác cưỡi ngựa phi vun vút qua đèo. Bởi vậy mà chiều hôm đó, khi đã đặt chân lên đất của chiến khu Hỏa Mỹ, mà cả đội vẫn không ngớt mồm hỏi ông bụng: "Sắp đến chiến khu chưa ông? Đi chừng bao lâu nữa mới đến chiến khu ông?" Ông bụng khoát tay chỉ bao quát vùng đồi núi trước mặt nói: "Chiến khu ta đây chưa mô nữa các cháu." Cả đội sửng sốt: "Chiến khu là đây thiệt hả ông?" Ông bụng lên giọng giảng giải: "Cả vùng núi non ni, đời thủy tổ thì gọi là Hỏa Mỹ, mới đây chính phủ cải cái tên mới là chiến khu. Chiến khu với Hỏa Mỹ cũng là một cả thôi." Cả đội nhìn nhau tưng hửng, chẳng có gì giống với những điều chúng tưởng tượng trước đây. Hỏa Mỹ là một cái làng ven núi, lơ thơ chừng vài chục nóc nhà, nằm rải rác trên một dẻo đất dài và hẹp. Một bên là núi non trùng điệp, một bên là con sông Ô Lâu, quanh co uốn khúc. Sông hẹp, nhiều lúc vén quần lội qua được, phơi cả sỏi đá dưới dòng. Từng quãng, người ta đắp những cái kè bằng cọc gỗ và đá chắn ngang sông. Nước chảy ào ào qua những chỗ kè để hở, đẩy những chiếc buồng nước nặng nề, kiêu kịt quay đều đều. Vũng nước sông lên, đổ vào những cái máng nước trên cao, tưới những thửa ruộng ven sông. Những ngôi nhà tranh vách đất nép mình dưới những rặng tre lộ ô, dày rậm như rừng. Một lối đi nhỏ ngoằn ngoèo chạy xuyên qua làng. Dọc hai bên lối đi là những dãy sắn, khoai, chen lẫn với những đám cỏ tranh cao quá đầu người. Trên các vòng khoai, sắn, rất nhiều dấu chân lợn nòi. Có những đám sắn rất rộng bị lợn nòi rũi nát. Đồng bào ở đây người nào nước da cũng xanh mai mái bởi bệnh sốt rét kinh niên. Về chiều, khí núi một màu trắng đục dâng lên mờ mịt, mưa rả rích, gió núi ào ào thổi. Bộ đội, cán bộ, công nhân, các cơ quan công xưởng của tỉnh từ các ngã đường rút lui khác cũng lần lượt nối nhau đổ lên Hỏa Mỹ. Người nào cũng mệt nhoài, mặt mũi phờ phạc, ướt mềm lấm láp suốt từ đầu đến chân. Khắp làng nhà nào cũng chật ních người, súng đạn, ba lô, đồ đạc, những cây xào lổ ô dài phơi đầy quần áo. Đường đi lối lại, bùn rục lên dưới hàng trăm bàn chân mang vác nặng đề, trơn như đổ mỡ. Tiếng gọi nhau ý a ý ới suốt từ đầu làng đến cuối làng,
Làng Hòa Mỹ được gọi là tiền chiến khu. Chiến khu chính nằm sâu trong dãy núi xanh rì đằng sau làng. Đội thiếu niên trinh sát trực thuộc trung đoàn bộ phải vào đóng ở chiến khu 1, gọi tắt là CK1. Từ Hòa Mỹ vào đến CK1, xa vào quãng 2 cây số. Qua một dải rừng thấp bằng phẳng, một con suối khá rộng, nước chảy ồ ồ, với những tảng đá xanh rêu, trơn nhẫy, đâm sâu vào dãy núi miên man trùng điệp. Men theo bờ suối đi thêm chừng nửa cây số là đến nơi đóng quân. Một dãy lán một mái dựng ngay bên bờ suối. Dãy lán này mới dựng cách đây vài ba hôm. Lá lợp, cột kèo, rui, lạt, buộc vẫn còn mới tinh. Mỗi bên có một dãy sạp dài suốt từ đầu lán đến cuối lán để làm giường nằm. Mặt sạp lát bằng những cành cây cong queo, so le, gồ ghề. Nằm lên đó, khác nào nằm lên một bó củi. Đội được chỉ định ở cái lán số 3, kể từ dưới lên. Tư Giác sờ tay lên mặt sạp, gật gù nói. Người ta nói đời chiến sĩ nằm gai nếm mật. Là như gì đây anh em ạ? Tức cảnh sinh tình, nó ứng khẩu đọc luôn một đoạn thơ nhỏ vừa chợt nghĩ ra. Sống thời nằm trên cành cây, chết thời áo súng bọc thây chiến trường. Nhưng ta là vệ quốc đoàn, gian nguy đâu có sờn gan anh hùng. Hay, hay, cả đội nhiệt thành khen ngợi. Nhiều đứa yêu cầu Tư Giác đọc lại để học theo. Chỉ một tí là cả đội đã thuộc. Đứa hát, đứa ngâm nhộn nhạo cả khu rừng. Không khí trong đội phút chốc tươi vui phấn chấn hẳn lên. Vừa đặt ba lô túi rết xuống sạp nằm, đội trưởng đã liền huy động cả đội ra rừng nhặt củi khô. Trời sập tối, đội trưởng cho nhóm lên ở giữa lán một đống củi lửa to như đống lửa trại, khói sông mù mịt, ánh lửa bập bùng. Cả đội vây quanh lấy đống lửa, cởi quần áo ra hư, trêu chọc nhau cười nói dâm gian. Hành quân mệt là thế, mà cả đêm đó cả đội đều thao thức đến quán nửa đêm, không sao ngủ được. Một phần tại cái sạp nằm cứ đâm nhoi nhói giữa lưng, một phần vì những tiếng động dễ sợ của rừng đêm. Tiếng hoãng kêu, vượn hố, tiếng một đàn voi ảo ảo đi qua. Đâu đó, trên dốc núi, làm cành cây gãy răng rác. Tiếng chim, từ quy khắc khoải, buồn thảm và nhiều tiếng rừng huyền bí khác làm cho cả đội cứ sởn hết cả gai ốc, cứ nhích dần nép sát vào nhau. Hôm sau, đội ăn bữa đầu tiên của chiến khu, cơm gạo nứt với muối trắng. Phải bẻ lá rừng cuộn lại, làm bát và bẻ cành cây làm đũa. Ôi, nhớ sao xiết, kể sau hết những gian khổ thiếu thốn của chiến khu những ngày đầu tiên ấy. 10 năm sau, một nhà chép sử đã ghi lại mấy nét tổng quát của hoàn cảnh chiến khu Hòa Mỹ ngày đó như sau. Việc tổ chức các chiến khu ở các vùng rừng núi đều làm rất sơ sài, lương thực dự trữ rất thiếu thốn. Ở Thừa Thiên, lúc rút lên núi, lương thực vẻn vẹn chỉ có 2 tấn gạo. Trong lúc đó, số người ăn kể cả cán bộ, bộ đội, nhân viên, các ngành, tự vệ chiến đấu, công nhân cơ xưởng có tới 2.000 người. Chỉ mấy dòng vắn tắt đó cũng đủ gợi cho chúng ta ngày nay hình dung được một phần sự gian khổ thiếu thốn đáng sợ của hoàn cảnh chiến khu Hòa Mỹ những ngày đầu tiên ấy. 2 hôm sau, sau bữa cơm chiều, trung đoàn trưởng Hà Văn Lâu đã đến gặp đội. Ngay trước lán là dòng suối mấp mô đá phủ rêu trơn tuột, phía sau là dốc núi dựng đứng. Hai bên là rừng rậm nên đội không thể tập họp thành những hàng ngũ chỉnh tề đón trung đoàn trưởng như hồi nào. Cả đội phải ngồi xếp bằng trên sạp nằm để đón ông. Tất nhiên đội trưởng cũng không thể hô nghiêm khi thấy trung đoàn trưởng bước vào đầu lán. Chỉ sau mấy tuần gặp lại mà ông đã lạ hẳn đi. Người ông gầy sọp, gương mặt hốc hác, hai mắt trũng sâu, thâm quầng, tưởng đâu như có đến trăm đêm nay rồi ông không chợp mắt. Ông ngồi lên mép sạp, nhìn cả đội khắp lượt. Cặp mắt thâm quầng mệt mỏi của ông vẫn ánh lên vẻ dịu dàng trìu mến của người cha. Ông chợt nhíu chán lại hỏi đội trưởng. Quân số đội sao ít hẳn đi thế này? Có em nào đi đâu không? Đội trưởng ngồi cạnh ông nói. Báo cáo anh, đội hiện nay chỉ còn 19 đội viên, 4 em đã hy sinh và 8 em được cử vào tham gia chiến đấu ở mặt trận phía Nam, chưa có tin tức gì về. Trung đoàn trưởng ngồi yên lặng một lúc khá lâu, mắt ông đăm đăm nhìn dòng suối ồ ồ chảy xiết dưới chân lán. Nhìn nét mặt ông, các em hiểu ngay rằng ông sắp nói với mình những điều quan trọng. Các em ạ, ông ngẩng lên nhìn cả đội và nói, hoàn cảnh chiến khu của ta lúc này gian khổ thiếu thốn như thế nào, anh không nói chắc các em cũng đã rõ, và mai đây chắc còn gian khổ thiếu thốn hơn nhiều nữa.
sắp đến cả chiến khu sẽ phải ăn cháo, ăn rau rừng thay cơm. Trong những ngày chiến đấu vừa qua, hầu hết các em đã tỏ ra xứng đáng là bạn chiến đấu của người liệt sĩ, thiếu niên anh hùng, chết trên cột thép Tu Lôi. Đội các em đã góp phần không nhỏ công lao và xương máu cho công cuộc kháng chiến cứu nước. Anh xin thay mặt ban chỉ huy trung đoàn biểu dương và khen ngợi tất cả các em. Nhưng hoàn cảnh chiến đấu của bộ đội chúng ta sẽ vô cùng nặng nề và gian khổ. Anh sợ rằng sức vóc nhỏ bé của các em khó lòng kham chịu nổi. Bởi vậy đêm qua, ban chỉ huy trung đoàn đã họp để giải quyết vấn đề đội của các em. Hỏi ý kiến các em nào muốn trở về sống với gia đình thì trung đoàn đồng ý cho các em về. Trung đoàn sẽ bố trí người đưa các em về đến chỗ mà một mình các em có thể trở về tìm lại gia đình được. Các em thấy thế nào? Trước ý kiến đột ngột của trung đoàn trưởng, cả đội ngồi lặng đi rất lâu. Lòng xao xuyến, bồn chồn khôn tả. Tiếng củi nổ lép bép, tiếng suối chảy ồ ồ. Lúc này nghe sao mà to và vang đến thế. Tự nhiên cả đội ai cũng thấy cổ mình nghẹn lại, muốn khóc. Nhưng chưa rõ tại sao mình lại muốn khóc. Có lẽ đó là cảm giác khi thấy mình sắp phải rời bỏ một cái gì đó vô cùng thân thiết. Mà nếu mất nó là mất hết mọi niềm vui trên đời. Là chẳng còn biết mình phải sống ra sao đây. Các em cho anh một ý kiến đi. Trung đoàn trưởng nhắc lại và ngạc nhiên khi thấy tất cả những cặp mắt đang nhìn ông đều ướt đỏ hoe. Mừng thì khóc thật sự. Nước mắt chảy ràn rụa trên hai gò má đen nhẻm. Bụi cho than. Lượm ngồi ở gần cuối lán bỗng nhảy xuống đất. Nó bước lại gần đống lửa nhìn trung đoàn trưởng. Mím mím môi. Như đang cố nuốt một cái gì cứ trực trào lên cổ. Nó nói giọng rung lên. Thưa anh, các bạn khác trong đội nghĩ rằng em không biết. Riêng em tha thiết xin trung đoàn cho em được ở lại chiến khu. Dù mai đây có đói khổ gấp 10 gì, em cũng xin chịu. Em ưng, thà phải ở chuồng, ở lỗ. Mà chết đói, trên chiến khu còn hơn phải về thành phố và ở chung, ở lộn với tụi Tây, tụi Việt gian. Những tiếng nói sau cùng của em biến thành tiếng nức nghẹn ngào. Dạ thưa anh, em cũng xin như bạn lựa. Em cũng xin như dứa. Cực khổ chi em cũng xin ở lại chiến khu. Tất cả đội cùng giơ tay cao lên và tranh nhau nói với trung đoàn trưởng. Mừng cũng nhảy từ trên sạp xuống đất, bước lại đứng sát bên lượng, nói giọng gần như van lơn. Thưa anh, chúng em còn nhỏ, chưa làm được chi nhiều cho chiến khu. Thì trung đoàn cho chúng em ăn ít cũng được. Mỗi bữa các anh ăn một chén cơm, thì chúng em ăn nửa chén thôi. Đừng bắt chúng em phải về nhà, tội chúng em lắm. Anh nở. Ôi, những lời van xin thơ ngây mà thống thiết. Van xin được nhận phần gian khổ thiếu thốn, được cùng sống chết với chiến khu, được chiến đấu hy sinh vì sự sống còn của tổ quốc, của các chiến sĩ nhỏ tuổi này, đã làm cho trung đoàn trưởng phải rơi nước mắt. Ông rút mùi xoa trong túi, thấm nhanh hai mắt. Ông rời chỗ ngồi, bước lại ôm Mừng vào lòng và nói, một lần nữa các em, càng làm cho các anh thêm tin rằng các em đã xứng đáng và sẽ xứng đáng làm bạn chiến đấu của em Vịnh. Bây giờ thì thế này, nếu tất cả các em đều tình nguyện ở lại chiến khu để tham gia chiến đấu, anh sẽ về báo cáo lại với toàn thể ban chỉ huy trung đoàn. Chắc các anh cũng sẽ đồng ý để các em ở lại thôi. Còn bây giờ, anh chúc các em đêm nay ngủ một giấc thật ngon và sáng ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào việc xây dựng lại tổ chức chiến khu, chuẩn bị để bước vào trận chiến đấu mới. Đội trưởng vỗ vỗ hai bàn tay, nói với đội, các em, chúng ta hãy hát lên một bài hát thật to, thật hay để tiễn trung đoàn trưởng nào. Kỳ đang ngồi xếp bằng trên sạp, vụt đứng ngay dậy. Nó thay Quỳnh làm quản ca của đội. Quỳnh vẫn nằm ở trạm quân y mặt trận. Nghe đâu trạm đang trên đường, chuyển lên chiến khu. Kỳ ngẩng cao đầu, hơi nhướng người lên, rồi cất giọng trong ngần. Lanh lảnh cao vút. Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi. Cả đội vùng đứng dậy trên sạp lấy hết hơi sức hòa theo. Nào có mong chi đâu ngày trở về. Ra đi bảo tồn sông núi. Ra đi thà chết không lui. Tiếng hát bay lượn trên mặt suối tràn qua lớp lớp cây rừng. Tràn qua gai góc tối tăm cuốn quýt theo chân trung đoàn trưởng cho đến tận bìa rừng. Tiếng hát của các chiến sĩ tí hon hôm nay làm cho ông thấy lòng cảm động, xốn sang khác thường. Trước khi trèo khuất sang bên kia dốc núi, ông dừng lại lắng nghe. Cho đến lúc tiếng hát tắt hẳn, ông bỗng có cảm giác những lời hào hùng quyết liệt và sục sôi nghĩa khí kia không phải do các chiến sĩ nhỏ bé của ông hát lên, mà chính là tiếng đồng vọng thôi thúc của ý chí nhân dân và đất nước trong giờ phút vô cùng nghiêm trọng của lịch sử.
tiếng hát như một ngọn lửa bùng lên, cháy rực rỡ. Giữa đêm rừng lạnh tối, nó làm cho rừng và lòng ông ấm hẳn lại, vui hẳn lên. Buổi đọc sách hôm nay của chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.